Với phương châm đảm bảo bình yên trên từng nẻo đường, câu lạc bộ cựu quân nhân cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự phường Hòa Hải ra đời là một trong những mô hình tiêu biểu khẳng định vai trò tiên phong của người lính của hồ trong thời đại mới. Tinh thần trách nhiệm xung kích đi đầu của hội viên cựu chiến binh đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo sự bình yên cho khu dân cư. Đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà hình ảnh về những người cựu chiến binh cựu quân nhân, câu lạc bộ gìn giữ an ninh trật tự phường Hòa Hải đã trở nên quá đổi thân thuộc với bà con khu dân cư nơi đây. tuần tra khảo sát địa bàn, nhắc nhở bà con nhân dân tăng cường ý thức cảnh giác, báo cáo kịp thời khi có sự cố. những công việc này được cựu chiến binh thực hiện đều đặn hàng tuần. mỗi thành viên xem đây chính là trách nhiệm của người lính khi trở về với đời thường. tăng cái địa bàn khu dân cư càng ngày càng mở rộng, dân cư càng ngày càng đông đúc thế thì cái tình trạng trật tự á, thì nó càng ngày càng phức tạp. để xuất phát từ cái, cái 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 tinh thần đó, cựu chiến binh là tiên phong để mà, mà 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 cùng với các lực lượng khác để gìn giữ cái an ninh trật tự à, trong cái địa bàn của mình. anh em cũng hay nói rằng bảo vệ quê hương cũng như bảo vệ gia đình mình cũng như bảo vệ cái cái làng xóm mình đó là cái cái nhiệm vụ lớn mà thậm chí anh em cũng muốn rằng à, còn phải phát huy cái chức năng nhiệm vụ của mình và được cho phép bảo vệ cái địa bằng rộng hơn xíu nữa. Đó, đó là cái nguyện vọng của anh em. Được thành lập từ năm 2015, câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân, diên giữ an ninh trật tự phường Hòa Hải được ví như cánh tay nối dài trợ giúp đắc lực cho lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm. Người dân tôi cảm thấy là, là họ đi từng tra liên tục và uh, tích cực. Uh, cho nên người dân tôi sẽ thấy coi như là từ khi có đội hình thành lên là người dân tôi coi như là ngày và đêm coi như là yên tâm trong giấc ngủ đông bảo hơn. Được thành lập trên tinh thần tự nguyện, mọi kinh phí hoạt động đều do các thành viên câu lạc bộ đóng góp. Thế nhưng mỗi cựu chiến binh, cựu quân nhân vẫn không quản ngại khó khăn để làm tốt nhiệm vụ của mình, góp phần không nhỏ vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc mô hình câu lạc bộ cựu quân nhân, cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự phường Hòa Hải đã thực sự khơi dậy tinh thần tự chủ sáng tạo trong nhân dân. Người lính cụ Hồ với vai trò tiên phong là lực lượng nồng cốt, góp phần đưa mô hình phát huy hiệu quả trong thời gian tới.